Bên dòng hoa mai Thánh Bà Đệ nhất vui vẻ, trong đền dòng ngày chơi phủ tía cộng đồng bao gia thanh gia tiên thánh thượng ngàn dương văn nê, tiên thánh thượng ngàn nê đông phương tuần quán nê giang đền nê trưng đầy. Mắt phụng nguyện lòng
Thank you.
cơ diệu, phong minh chứng đàn duyên ngã tích, tăng cường giang kim phụng và thân thần thánh chúa thiên trung vương. Oh,
Thánh hỏi thiên tai đệ tam sầu
Thanh Vân ra võ làm giày gió mưa. Thanh ra ngồi kinh Am Thái xã danh nhà, có chỗ bà đệ tử hách dành do ý chí. Thanh ra ngồi kinh sông hóa quê nhà, đến suối lân na sông hóa quê nhà, trong năm vui cảnh vào ra sớm chiều. Thanh ra ngồi về ngã Bắc Giang, nơi đền thờ về ngã Bắc Giang, lục cung công chúa có bốn chữ vàng ở chư phê. Thanh ra ngồi kinh kim sao cung thịnh mời cho bảy kim sao, đêm đêm trong mắt bóng đào hoa. Thanh ra ngồi kinh đúng đầu tiên chống mấy lên nhà, phất cờ khởi nghĩa cho bát quy danh hàng đầu. Thanh ra ngồi kinh châu đã về trời khi xưa, châu kịp về trời bỗng dưng xuất hiện là núi đồi thành hoa. Thanh ra ngồi chi lăng ma lên lên đồng bò, chi lăng ma nhớ người núi kiệt đã cứu dân lê triều. Thanh ra ngồi Bắc Lệ bao xa, có ai đi Bắc Lệ bao xa, ai đi chiến bãi vô hoa. Thank you.
đồ đạc sắt đôi diệu bạt chiêm mi đồng nghề đào tà hiểu áo sách chạm bờ yêu đi ô thước tha gót tiền quẩy lắc hai
man đi các quận này chủ trang hàng đầu. Hoàng lần cận thánh
Chúa Thiên Trung Vương. Quan hoàng bấy ngồi say hơi
say nợ ta. Tình rồi lại sao sao đi phà
khắp thiên duyên tình kỳ cờ. Thank you.
thỉnh quan hoàng hôm nay, bái thỉnh quan hoàng thân ngôn khẩn đào, đăng nhang phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô. Khai quang long nhan thắp cời quan hoàng chữ đàn duyên nga, tích tăng cục gia kim phục hoàng lần quan thánh chúa thiên trung thường. Ông lòng thành
chứng tâm tiết lộc cho thân đồng. Cho ghế ông cầu lên mà ước được, trong gia chung trên thuật dưới lại tiếng
tiếc vui ông về buồn xê sợ đổ cho thanh đồng trong nhà thắm tươi màu hồng để từ con nghe câu mong đương kinh lầm lỡ điều chi con xin ông nghe hóa phép thần thông xa cho chúng thần người chân đặng căn cao sơn lời kêu tiếng cầu con xin hoàng cho thỏa lòng ghế ông tâm thành quan hoàng người đi tâu đường đổ cho bốn mùa suốt đời vạn sự anh nghi thông cưỡi con xích điểu dương mời về chân thủ mẹ à
lân, tiên cô hãy còn chơi con đồng lân, hạt sương chiếu nắng cảnh xuân là đà thanh gia ngồi cùng hằng nga, cô đôi còn chơi trốn hằng nga, chờ trăng trăng xế chiếu đà thu đông thanh gia ngồi cùng nghiêu thuần nữ trung nghi, cô ba đẹp bằng nghiêu thuần nữ trung nga, so bề tài sắc nga thiên cùng mà ai tài thanh gia ngồi cùng tây hồ ai qua tứ động tây hồ hỏi thăm cho tới miếu thờ cô tư thanh gia ngồi cùng cô năm sơn trang cung thịnh mời cô năm sơn trang đương thời cắt nhật xe loạn của tử đồng xe loạn thanh gia cô ngồi cùng đệ tử con dâng bài văn tống cung thịnh mời cô sáu sơn trang thanh gia ngồi cùng kim giao cung thịnh mời cô bảy kim giao đêm đêm cô mắt vắng đào hoa thanh gia ngồi cùng đông quân chiếu phủ màn tre đôi tre cô tám cô hái tre thanh gia ngồi cùng giá ngự trong sông nguyệt xưa cô giá ngự trong sông mà quyệt ai cử tình cô hầu trong bờ lưỡi đông đưa chân
sông cô thiêng nhất xứ Thanh. Có cô chim riêng cô đành hành nhất phàm trần linh. Thank you.
như chiếc xe dòng khi cô buồn phách chúc đàn thông mi tì ba giặt diêu hiến vũ anh ta. Về tòa Lâm Sơn dòng chơi 18 tuổi ta thành sao ta hồi cùng mò ba chính nhiệm cô mười cũng ngự mò ba ai qua chỗ đó đền thờ sao là thành sao ta hồi cùng trên ngàn tiên mặt cô bé trên ngàn bầu trời gặp Phật đi phong nghi quang ba bốn đi non xanh ngắt ni núi đôi hùng thank you.
gió núi cũng cười mấy con đi về. Nay cô về bản đền lên đây giá ngự để họ nguyện thanh đồng chúng con thò núi chờ mong thì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
soi trong đền cô đẹp làm sao mà xa gần
lại bắt đi nhịp hò khoan.
cô hoàng cả phi phương nghe vua sinh ra bóng cậu hoàng nghe cô hoàng cả phi phương nghe thăng thiên thượng giới đẹp duyên cưỡi dòng giá hồi cục nghe cô hoàng đôi đem quân lên đàn nề đùng đoàn súng nổ dậy vang bốn phương thanh giá hồi cục nghe cô hoàng đơ biến lên nề trên mặt nước lạ lùng nghề cô hoàng ba thoải chân dung nghề lạ thanh giá hồi cục nghe ra về bản đền đây cô bé quy xuống nghề cậu ra về ngày ngày lưng bức nghề mảnh đào cô hoàng quỳ tông thank you.
tôn đã dâng lên bệ ngọc, các cụ nâng vào là mời rước cậu hoàng sơi, a sơi rước cậu hoàng sơi. Để tay tiên các cô chuộc nghi chén rượu đào, tạm đôi dâng lên tạm bụng các cô dâng vào, ấy là vào rước cậu hoàng sơi, a sơi a sơi rước cậu hoàng. Tự nhiên một bầu gió mát trăng.